Chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mời các bạn tham khảo anh em mình đắp cái mẫu phù điêu ở cái ngôi biệt thự hai tầng này các bạn nhé. Đây, nó đây các bạn này. Chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mời các bạn tham khảo một cái mẫu phù điêu ở hiên nhà các bạn ạ. Đây này, những cái đấu cột này. Các bạn xem chi tiết video và nhớ đăng ký kênh ủng hộ kênh các bạn nhé.
Vậy là chương trình đắp cái con thủ điêu như thế là xong các bạn nhé. Các bạn nhớ đăng ký kênh và chia sẻ cho bạn bè cùng tham khảo để ủng hộ kênh. Thôi xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau.